Này các thiên tử, vì thánh đế khổ sâu xa nên pháp này sâu xa, vì thánh đế tập diệt đạo sâu xa nên pháp này sâu xa. Này các thiên tử, vì bốn tịnh lự sâu xa nên pháp này sâu xa, vì bốn vô lượng sâu xa nên pháp này sâu xa, vì bốn định vô sắc sâu xa nên pháp này sâu xa. Này các thiên tử, vì tám giải thoát sâu xa nên pháp này sâu xa, vì tám thắng xứ sâu xa nên pháp này sâu xa, vì chín định thứ đệ sâu xa nên pháp này sâu xa, vì mười biến xứ sâu xa nên pháp này sâu xa. Này các thiên tử, vì pháp môn giải thoát không sâu xa nên pháp này sâu xa, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện sâu xa nên pháp này sâu xa. Này các thiên tử, vì năm loại mắt sâu xa nên pháp này sâu xa, vì sáu phép thần thông sâu xa nên pháp này sâu xa. Này các thiên tử, vì pháp môn tam ma địa sâu xa nên pháp này sâu xa, vì pháp môn đà la ni sâu xa nên pháp này sâu xa. Này các thiên tử, vì mười lực Phật sâu xa nên pháp này sâu xa, vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng sâu xa nên pháp này sâu xa. Này các thiên tử, vì quả dự lưu sâu xa nên pháp này sâu xa, vì quả nhất lai bất hoàn a la hán sâu xa nên pháp này sâu xa. Này các thiên tử, vì quả vị độc giác sâu xa nên pháp này sâu xa. Này các thiên tử, vì trí nhất thiết sâu xa nên pháp này sâu xa, vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng sâu xa nên pháp này sâu xa. Này các thiên tử, vì tất cả Phật pháp sâu xa nên pháp này sâu xa.